Xin chào các anh chị, tôi là Lê Bà Thiện đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Vimic. Thì cách đây khoảng tầm 3 năm khi mà tôi bắt đầu bước chân vào VNA là vào năm 2016 thì tôi gần như là một người không biết gì về quản trị doanh nghiệp và phát triển đi lên từ cái bản năng trong quá trình kinh doanh mà tôi làm việc rồi. Thì khi mà vào VNA thì cái điều đầu tiên tôi nhận được là những cái quy trình mà tôi làm việc rất chi là đơn giản để có thể là giúp cho chính bản thân tôi phát triển bản thân, và tôi giao việc, tôi phân quyền được cho cả cái nhân viên ở trong công ty tôi. Mà điều ấn tượng nhất của tôi đấy là những cái bài đào tạo của VNA cực kỳ giá trị và nó giúp ích cho chính bản thân tôi cũng như các đồng đội của tôi. Tôi đóng gói lại, gần như tôi sao chép lại toàn bộ quy trình của VNA đưa về cái doanh nghiệp của mình để làm cho doanh nghiệp của tôi tự động hóa. Bởi vì thế sau khi mà trải qua 3 năm ở VNA thì tôi cũng ngoài ra tôi có những cái công ty của riêng mình, thì tôi cũng đầu tư được một số các cái công ty khác của chính các anh em đồng đội trong VNA Warrior của chúng tôi để tôi có thêm dòng tiền. Và tôi thực sự biết ơn cái quy trình VNA và chị Phương đã đưa tôi vào VNA.